Xin chào tất cả mọi người nha, lại là một guitar đây. Thì trong clip này, một guitar xin chia sẻ mọi người một cái đàn Nhật rất là hay ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình ở phía dưới clip nhé. Thì đây là một cái đàn đến từ Nhật Bản ha, có mã là Yukinobu Chai number 10 ha, và năm sản xuất là năm 1975. Và cái đàn này cũng ngót nghét gần 40 năm tuổi rồi mọi người ha. Trang bị theo cái đàn này mang về á, thì nó là một cái bộ dây, mình nghĩ nó cũng là bộ dây bình thường thôi, nhưng mà mình chơi qua và trải nghiệm thì đây là một cái đàn có chất âm rất là ấm, mềm mại và rất là hay, phù hợp cho những anh em chơi đệm hát hoặc solo rất là tuyệt vời ha. Thì mình đã sơ qua cái cấu hình của cây đàn, thì đây là một cây đàn dán full ha, thùng đàn full đó, và mình ôm rất là gọn ha. Đó, mặt top của nó là seda cho chất âm rất là ấm. Đó, lưng hông của nó là gỗ cảm ứng nha mọi người ha. Đặc biệt, tuy là một cây đàn Nhật cổ điển, nhưng mà cái cần nó rất là vừa vặn ha, cần là cần 50 nè. Đó, và phía sau của cần thì nó hơi dẹp một chút, giúp chúng ta có thể ôm chặt vào cây đàn hơn ha. Đây là bộ khóa zin của nó mọi người, đó. Còn rất là mới ha. Đây, hiện trạng cái đàn thì nó có một số dấu vết của thời gian thôi. Đó, anh em có thể thấy nè ha, một số cái vết trầy thôi, nhưng mà không đáng kể ha. Tổng thể cái đàn nhìn rất là còn rất là mới nha. Ok, bây giờ mình sẽ đánh sơ để cho anh em hình dung được cái âm thanh của nó như thế nào ha. Đầu tiên thì mình sẽ rải nốt ha, để anh em có thể xem được cái cây đàn này nó ấm và nó nỗ lực như thế nào ha. Tiếng rất là ngọt ngào mọi người ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một đoạn bolero như thế nào ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử phần quạt chả ha. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu thì có thể comment liên hệ mình ha, để trao đổi chi tiết về cái đàn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.